Việc ghi bàn tại một kỳ World Cup luôn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt đối với các cầu thủ. Chúng ta đã từng ghi nhận không ít bàn thắng đi vào lịch sử các kỳ World Cup, là một trong những biểu tượng khi ta nhắc về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm đó. Tại Qatar năm 2022, trong khi người hâm mộ vẫn đang chờ đợi thêm nhiều bàn thắng ngoạn mục hơn nữa, thì tại trận cầu giữa Bồ Đào Nha và Uruguay đã xảy ra một tình huống làm bàn vô cùng thú vị. Về độ mãn nhãn, có lẽ bàn thắng mở tỷ số của Selecao châu Âu chẳng thể lọt nổi top 10, nhưng về độ tranh cãi thì ít nhất là top 3. Đó là pha bóng mà Bruno Fernandes đã có cú vung chân nửa chuyền nửa sút cực kỳ hiểm hóc ở mép vòng cấm. Phía trong, Cristiano Ronaldo cú đã bật lên đánh đầu. Bóng đi vào lưới, nhưng việc tính bàn thắng cho ai thì chưa sáng tỏ. Bảng tỷ số ban đầu hiện tên Ronaldo, nhưng sau cùng lại đổi thành Bruno. Sự hụt hẫng là không thể tránh khỏi với CR7 khi bàn thắng đó có nhiều ý nghĩa với anh. Phải khách quan mà nói, khi CM đi xem lại tình huống này, chúng ta cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất, mà chỉ còn tùy thuộc vào quan điểm cá nhân. Pha bóng diễn ra ở phút 54 của trận cầu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Uruguay trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2022. Selecao châu Âu trong phần lớn thời gian trước đó cũng ít nhiều chiếm thế chủ động của trận đấu, nhưng việc khoan thủng hàng phòng ngự của đại diện Nam Mỹ vẫn hết sức khó khăn với họ. Đúng vào lúc cần thiết nhất, Bruno Fernandes đã tạo ra đột biến khi xoay sở khéo léo ở khu vực half space bên cánh trái trước khi thực hiện đường truyền cận chân đầy cảm giác vào vòng cấm. Địa chỉ mà anh hướng đến không gì khác ngoài vị trí của Ronaldo. Bản thân CR7 cũng đã nhìn ra ý đồ của đồng đội nên đã chạy chỗ khôn ngoan để phá bẫy việt vị trước khi bật cao đánh đầu. Bóng rốt cuộc đã đi vào lưới trong sự bùng nổ của các cổ động viên Bồ Đào Nha. Người ta cũng nhìn thấy Ronaldo chạy đến ăn mừng nồng nhiệt với Bruno. Bảng tỷ số nhanh chóng hiện tên người ghi bàn là CR7. Tuy nhiên chỉ ít phút sau đó, ban tổ chức đã quyết định quay xe, tính bàn thắng cho Bruno Fernandes. Đây có lẽ là trường hợp hy hữu duy nhất tại kỳ World Cup khi một bàn thắng lại tạo ra tranh cãi từ việc ghi nhận cho ai chứ không phải đã được công nhận hay chưa. Đầu tiên là về phía ban tổ chức, khắt khe kỹ lưỡng trong khâu ghi nhận danh sách ghi bàn là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Mỗi màn thể hiện của các cầu thủ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đều sẽ được ghi nhận vào sử sách và những thông số của vinh quang và tất nhiên là cả những kỷ lục nữa. Vì vậy, việc ghi nhận bàn thắng dành cho ai, kiến tạo là người nào là việc hết sức quan trọng vì nó ảnh hưởng đến công tác thống kê. Điều này lại càng chính xác khi soi chiếu vào trường hợp của Cristiano Ronaldo. Với một kẻ săn kỷ lục như anh, mỗi cú chạm bóng đã là một thông số đáng chú ý, chứ đừng nói đến một bàn thắng tại một giải đấu quốc tế chính thức. Vậy nên đối với một tình huống tranh cãi như vậy, ban tổ chức cần xem xét cẩn thận trước khi chốt sổ. Tuy nhiên, kể cả khi xem xét tới lui thì quyết định được đưa ra vẫn gây nhiều tranh cãi, chia dư luận thành hai luồng ý kiến đối nghịch với nhau. Trước hết là ý kiến ủng hộ quyết định không tính bàn thắng cho CR7. Đã có không ít chuyên gia vào cuộc để đưa ra các bằng chứng logic. Ronaldo chạm bóng nhưng trái bóng không chuyển hướng sau khi bị tác động kể từ khi rời khỏi chân Bruno Fernandes. Như vậy, nếu không có Ronaldo, bóng vẫn đi vào lưới. Trong khi đó, như ở trận đấu gặp Bỉ, gặp Maroc, Sabiri đá phạt và Sai là người chạm bóng cuối cùng, tương tự như Ronaldo. Tuy nhiên, bàn thắng được tính cho Sai vì bóng đã đổi hướng khi chạm vào cầu thủ này. Họ đã quan sát băng hình rất kỹ. Đây là lời giải thích của cựu trọng tài người Brazil Paulo César de Oliveira. Về cơ bản thì đại ý của phương phân tích này cho rằng Ronaldo không đóng góp để tạo nên bàn thắng dù đã chạm bóng. Một dẫn chứng khác thậm chí còn cho rằng CR7 chưa hề có bất kỳ tác động nào vào trái bóng. Theo đó, quả bóng Anrila được sử dụng tại World Cup năm nay được tích hợp cảm biến 500Hz IMU có thể phát hiện ra những động tác vật lý thông qua sự dao động trên đồ thị. Mới đây, Adidas đã khẳng định rằng thời khắc bóng sượt qua đầu Ronaldo, đồ thị không xảy ra bất kỳ biến số nào. Điều này chứng tỏ CR7 chưa chạm bóng nên bàn thắng tính cho Bruno là vô cùng chính xác. Các bằng chứng khoa học được đưa ra tưởng chừng như sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc tranh luận. Nhưng không, phe đối lập vẫn đưa ra những quan điểm đủ sức bẻ gãy mọi lý lẽ kể trên. Đầu tiên là chuyện chạm bóng. Khả năng cảm biến của bóng Anrila chỉ có thể phát hiện ra những tác động vật lý đủ mạnh, đáp ứng một mức độ nhất định để có thể hiển thị trên đồ thị. Trong các băng hình quay chậm, người ta cũng đã kết luận rằng Ronaldo có chạm bóng. Phần tóc của CR7 thực sự đã sượt qua quả bóng trước khi nó đi vào lưới. Tác động vật lý trong khoảnh khắc này là quá nhỏ, nhưng nó đáp ứng được vế chạm bóng mà mọi người vẫn chưa rõ trước đó. Tiếp theo đó, Ronaldo thực sự đã góp công không nhỏ trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Chính anh là người đã có pha bật cao gây nhiễu loạn hàng phòng ngự của Uruguay, thu hút sự chú ý của thủ thành Rochet và tạo nên bất ngờ lớn để bóng có thể đi vào lưới. Bất luận đã chạm bóng hay chưa, CR7 cũng đóng góp vào bàn thắng này. Câu nhận định nếu không có Ronaldo, bóng vẫn đi vào lưới là chưa chính xác, bởi nếu không có Ronaldo nhảy lên đón bóng,
thủ môn bên phía Uruguay sẽ dễ dàng lao ra ôm trọn quả bóng. Tự chụp lại, vừa chạm bóng vừa góp công lớn dẫn đến bàn thắng. Ronaldo còn phải làm gì để được công nhận bàn thắng nữa đây? Sẽ là một số ý kiến khác cho rằng Bruno xứng đáng hơn. Vậy thì như thế nào mới là xứng đáng? Tiêu chuẩn nào để đánh giá một cầu thủ xứng đáng được tính bàn thắng cho? Nếu chỉ nói suông là do Bruno chơi hay hơn, là người thực hiện đường truyền xuất sắc nên xứng đáng hơn, thì có lẽ thế giới đã không có nhiều bàn thắng bị ăn hôi đến vậy. Phải nói rằng đây là trường hợp hết sức hy hữu và cũng cực kỳ thú vị. Nó là điểm nhấn của World Cup 2022 năm nay và cũng sẽ là câu chuyện lý thú trong lịch sử các ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Quyết định công nhận bàn thắng cho ai đã được đưa ra. Bút xa thì gà chết, chúng ta cũng chẳng thể thay đổi được. Còn nếu nhận định ai thực sự là chủ nhân của bàn thắng đó, câu trả lời sẽ phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Bởi bất kỳ lý lẽ nào được đưa ra cũng đang có vế tranh luận tương ứng. Về phía những người trong cuộc, thật mừng khi ai nấy đều hài lòng về kết quả cuối cùng hơn là đi tranh cãi xem bàn thắng này dành cho ai. Bruno Fernandes sau trận đấu đã phát biểu rằng: "Tôi có cảm giác rằng Ronaldo đã chạm bóng. Ý định của tôi là truyền cho anh ấy mà. Nhưng ai ghi bàn cũng không quan trọng. Chúng tôi đã đi tiếp." Kể cả tác giả của đường truyền cũng có ý muốn dành bàn thắng cho người đội trưởng của mình. Việc người ngoài tranh luận xem ai cũng chỉ bằng thừa. Có những tin đồn anh đã cho rằng mình bị cướp bàn thắng, nhưng đây là điều không được xác minh. Thế nhưng nếu CR7 thực sự nghĩ rằng bàn thắng là của mình, anh cũng có cơ sở cho việc đó. Hơn thế nữa, Ronaldo có quyền tiếc nuối khi bảng tỷ số đã được chỉnh sửa lại tên người lập công. Bởi đó là bàn thắng mang tính lịch sử, giúp anh chạm tới thêm nhiều kỷ lục hơn nữa. Trước hết phải kể đến việc anh tiếp tục củng cố vị thế trên sút số 1 lịch sử trong mùa áo đội tuyển quốc gia với 119 bàn. Bên cạnh đó thì Ronaldo cũng sẽ cân bằng thành tích của báo đen Eusebio về kỷ lục ghi bàn cho tuyển Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup với 9 bàn. Thêm vào đó, anh cũng sẽ tạm vươn lên trên Messi về số bàn tại các kỳ World Cup, khi Alpulga có 8, còn anh sẽ là 9. Tuy nhiên đây chỉ là viễn cảnh nếu bàn thắng được công nhận mà thôi. Bruno và Ronaldo đã tạo nên tình huống làm bàn hết sức hy hữu vừa qua, khi việc tính bàn thắng cho ai đã tạo nên tranh cãi lớn. Trong đó CR7 là người tiếc nuối hơn cả, khi hàng loạt dấu mốc đáng nhớ đang chờ đợi anh ở phía trước. Dẫu sao anh cùng các đồng đội cũng đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng World Cup. Điều này đồng nghĩa với việc siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ có thêm ít nhất là một trận đấu nữa để củng cố những kỷ lục của mình. Chúc mừng tuyển Bồ Đào Nha đã có mặt tại vòng knockout và hãy chờ đón màn trình diễn của Ronaldo cùng các đồng đội tại những trận đấu kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, nhớ để lại một like và một subscribe channel Believe in Mind Tài nhé. Đó là nguồn động lực to lớn để tụi mình có thể ra tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.